Để nâng cao tỉnh không cầu Bình Triệu 1 tạo điều kiện cho các phương tiện lớn đi lại, phát triển mở rộng hạ tầng cảng An Sơn và xây dựng mới cảng An Tây, cảng Phú Cường Thịnh. Thời gian qua tỉnh Bình Dương đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hồ Chí Minh để tháo gỡ những bất cập nhằm thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông thủy nội địa. Bình Dương đang thúc đẩy kế hoạch nâng cấp tuyến sông Sài Gòn từ cấp 3 lên cấp 2 để thúc đẩy phát triển mạng lưới tuyến đường thủy nội địa. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, trên địa bàn tỉnh có 5 cảng thủy nội địa đang khai thác vận chuyển hàng hóa và 11 cảng thủy được quy hoạch đang trong giai đoạn làm thủ tục đầu tư. Hệ thống cảng thủy đã và đang dần phát huy vai trò lợi thế trong việc cắt giảm chi phí, thời gian vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là góp phần giảm áp lực đối với hệ thống giao thông đường bộ, tăng tính kết nối vùng giữa Bình Dương và các tỉnh thành trong khu vực.